Thôi tao xin lỗi mà đừng có giận nữa mày ơi. Tao biết tao sai rồi. Bữa tao nghe lời mày tập á, tao bị gọi là bị cái lưng tao nó đau quá trời luôn. Đừng giận nha. Mặt giống hết giận không? Thôi đừng có giận nữa mà. Gái nữa thì tao giận ngay quá. Tại vì mày coi tao là con gái nên tao hết giận mày đó. Ừ, vậy là con gái, tao sẽ coi mày là con gái, tạm thời. Giờ tao muốn giảm cân á, thấy không, cái bụng tao nó vậy nè. Nó bồi tao á, nó đỏ tao rồi. Bây giờ mày chỉ tao giảm cân cái tao cua nó đi. Để tao lên bụng mày, tao ngồi tao nhúng cho nó xuống. Cái bụng mày ơi, mày có học chút coi, tao nghiêm túc mà. Đừng có giỡn, tao buồn thiệt á. Thiệt luôn? Thiệt. Ý chí luôn? Ý chí tao quyết tâm rồi, quyết tâm lắm luôn á. À, bụng gửi cho tao được không? Wow. Ờ cũng được, tạm thời vậy đi. Vậy đúng không? Rồi, hôm nay mày tập cái gì? Tao không biết gì nữa, tao kêu mày chỉ nè. Tao tính thấy là người ta chạy bộ quá trời luôn á. Cardio gì đó. Cardio chạy bộ nhiều đó, nó không giảm mỡ đâu. Trước cái buổi chạy bộ như vậy đó, mày phải vận động nặng vô. Mấy cái bài giống như là cường độ cao, tập toàn thân, hiểu không? Thân cường độ cao. Ừ. Nói chung là tao hiểu sơ sơ à, mà mày chỉ tao đi. Rồi, ok nha. Hôm nay tao sẽ cho mày tập thích đất. Thích đất rồi. Ừ. Mấy cái bài chạy bộ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy cầu thang. Ừ. Squat. Squat. Ừ, chỉ có vậy thôi. Cường độ cao. Nhanh, không cần tăng. Mà mới có mệt không? Tôi sợ mệt. Mệt, mệt mới xuống mỡ. Càng mệt càng xuống nhiều mỡ, hiểu không? Ờ, nhưng hiểu mà chưa? Nhưng mà tao mới tập á, đừng cho tao mệt quá nha, tao xỉu á. Rồi, mày làm như là mày dễ xỉu vậy, cái tướng của mày nhìn đi. Thôi ăn lượng nhiều lắm. Yên tâm. Rồi, thích đất. Thích đất. Thích đất đi. Chấm nhìn xuống. Rồi, chăm. Thích xuống, đúng rồi. Thích xuống. Đúng rồi. Ê à. Trời ơi, mày thích vậy là quá giỏi rồi. Lên. Rồi, lên. Dạ. Đúng. Khép dừng lại ông ơi. Thả mông xuống, khép dừng lại. Đây, đúng rồi, đúng rồi, cái nè. Sao? Chân cái vô. Xuống, chấm tay xuống. Thấy không? Lên. Rồi, biết rồi. Ok. Rồi, biết rồi. Đó, cái mông tôi đâu có như vậy đâu. Trời ơi, tôi con gái tôi như vậy. Biết rồi. Tôi con gái tôi như vậy, tập trong phòng gym tôi mới kiếm được bồ. Ông đâu cần đâu. Đi. Ừ, có khi tao tập mà tao chấm mông vậy tao kiếm được trai luôn đó mày. Thôi kệ, tao tập đi. Được chưa, chuẩn chưa? Rồi. Thích nha. Xuống. Đã rồi. Đã. Thôi khép tay vô tí xíu. Đừng có để như vậy. Ra tới đây là được rồi. Khép vừa gãy tay mày chết. Vậy hả? Ừ. Xuống. Lên. Đã. Mà nặng quá. Thôi, tao nghĩ là cái bụng của mày thích đất không được đâu. Ờ, nó xà xuống đất vậy nè. Không thích được. Có rồi. Khác nha. Khác nha. Ok. Rồi. Bây giờ bỏ bài hết đó đi. Ừ. Thế không nổi thì thôi. Ừ. Tập mấy cái bài nhẹ nhẹ. Ok. Lúc bỏ toàn thân. Vâng. Nghe nha. Chạy bước nhỏ tại chỗ. 30 giây nghỉ 30 giây. Xong rồi tới nâng cao đùi 30 giây. Nghỉ 30 giây. Ừ. Xong tới gót chạm mông 30 giây nghỉ 30 giây. Ok. Cái bài đó xong rồi, nhảy lên 30 giây, nghỉ 30 giây. Tôi sẽ ngồi tôi canh đồng hồ cho ông. Ok. Ok. Xong rồi bài cuối cùng. Không, bật tập ít thôi, tập từ từ. Tập tao không có nhớ. À rồi, ok, xin lỗi. Ba bốn bài đó. Bốn bài. Thấy chưa? Vậy biết hả? Nơi cơ đùi. Mỗi bài là 30 giây. Có chạm mông, mỗi bài 30 giây, nghỉ 30 giây. Okay. Tôi canh đồng hồ trong luôn. Rồi ok. Ừ. Xong bài cuối cùng là nhảy. À, rồi biết rồi. Có cần phải đứng nhảy chung không? Thôi đi, mày để sức cho mày chỉ thôi đi. Ok. Rồi được rồi. Mày ngồi xuống mày đếm giờ cho tao nha. Rồi. Rồi. Tôi cần tao bỏ điện thoại cái. Ok, này tao cầm cho. Rồi. Bây giờ là bây giờ là gì, chạy gót gót gì gót chạy bước nhỏ, chạy bước nhỏ trước, chạy bước nhỏ là đúng rồi, vững chân thôi. Đúng rồi, vững chân. Ủa vậy bước nhỏ chưa hả, bước lớn? Bước đó hơi lớn rồi. Nhỏ rồi hả? Ừ không, nhưng mà mày bị cấn thì mày chạy bước lớn được, tao tha thứ cho mày. Ừ, cảm ơn mày đã hiểu. Đủ chưa? Ủa, mới có 18 giây à? Tao bị đồng hồ Trung Quốc. Trời ơi, đồng hồ Trung Quốc lâu lắm. Mày đập mẹ luôn cái điện thoại giùm tao đi. Điện thoại Trung Quốc. Trời ơi, khổ quá. Rồi, 30 giây rồi, nghỉ 30 giây đi.
còn dây giày lại gặp má. Đó, còn dây giày đi. Thôi, mày nghỉ 30 giây hả? Ừ. Thôi nghỉ lâu quá hả? Trong lúc mày một dây giày là hết 30 giây rồi. Thôi luôn đi. Nghỉ ít thôi, mình nhắm cân mà nghỉ ít thôi. Hết 30 giây rồi. Gì? Nó có đùi. Đùi, ừ. Để tay vậy hả? Đúng rồi. Ê mày, tao đang không nổi mày ơi. Ráng đi. Nặng quá à. Ráng đi, mở xong mày. Đúng rồi. Ê, Tuấn tập cứng quá ha. Cứng ha. Không cảm đi, cái chân đang nó bự. Ừ, cứng cái chân. Rồi nghỉ đi, chuẩn bị có chậm không? Thấy phê phê rồi đó. Trời ơi, đồng hồ tao Trung Quốc. Giờ nghỉ lẹ lắm, hết nghỉ rồi. Tiếp. Hết nghỉ rồi. Ừ, hết 30 giây nghỉ rồi. Trời, tao nói mày cái đồng hồ tao nói Trung Quốc, hiểu không? Được rồi, được rồi. Lúc mà mày tập á, nó nhanh. Mà tự nhiên cái lúc mày nghỉ á, nó còn nhanh hơn nữa. Ok. Tiếp đi, có chạy mông. Có chạy mông. Ừ. Ủa, hồi nãy mày nói tao là có mùa bỏ hả? Ừ, đúng rồi. Thằng mùa hay con mùa vậy? Kể người ta đi. Chuyện với tướng người ta mà. Ơ, tao hiểu rồi ha. Tập đèn còn lại má. Trời ơi. Cái trời. Vô. Không có chạm được. Tao chạm được nè. Mày ơn. Nó vô, tao chạm được nó vô. Mày ơn. Tao mà, tao mới dậy chưa? Tao quên bấm đồng hồ rồi, mày... chạy đi. Lấy đi. Mày quên bấm thì chạy mày chứ. Tao tập xong rồi, bây giờ tiếp cái gì nữa? 4 lần chống chạy. 4 lần. Ừ, còn nhảy nữa, nhảy qua, nhảy lại, nhảy qua, nhảy lại. Nó tưng không thì tao bợ cho. Không, không, được rồi, được rồi. Nhảy qua, nhảy lại gì, ừ. Đúng không? Đúng rồi. Hey, 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 hey. Nhảy ra, nhảy vô, nhảy ra, nhảy vô, nhảy ra. Tao biết rồi. 2, 3, tao hơi gọi là hơi quá, là hơi quá lố. Đúng rồi. Bây giờ vẫn lố. Ôi không cảm không à. Tao mới đi vũ trường về. Tao còn thuốc. Tao cảm nha. Tao biết tao nhảy lố rồi. 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 Lặp lại 4 lần giống vậy. Nha. 4 lần. Ừ, tại vì 1 lần là phê rồi đó. Tao nghe mùi này nó quen lắm nè. Nó giống như cái bột đậu ở nhà tao uống á. Tao cho tao không biết nữa. Cùng lắm tầm 100.000 ký. Ờ. Này 1 triệu mấy, 2 triệu bạc bịch của người ta tôi giống. Mà làm này cái gì vậy? Bắt thì phát. Khoan từ từ, nha. Mày nói lại cái gì? Mát effect. Mát effect. Mát effect. Ừ. Tao coi gym khổ của Duy Nguyễn nhiều lắm rồi nè. Ừ. Tao cũng theo dõi gì, kênh thể hình online nhiều lắm rồi nè. Ừ. Tao nghe nói mát là dành cho mấy người ốm mà. Mà tao mập thì mày cho tao uống mát hả mày? Mày điên. Mày uống có chút xíu để phục hồi sức khỏe thôi. Được. Tình không tao. Có được, không tình có được. Tao. Mày bậy rồi. Muốn mà phục hồi á là mày phải uống gọi là gì? BCAA nè, Duck Master nè, là phục hồi nè. Mày làm BT mà kiến thức mày vậy hả mày? Mày chết mày rồi. Mày uống luôn đi con. Tao đi nói với ông Duy Nguyễn nè, tao mét ông Duy Nguyễn nè, BT của ông Duy Nguyễn cho nó khách. Tao muốn hết. Duyên mơ đem ước mơ cho cuộc sống.
trong trái tim anh người bi tí khát khao đam mê mãi cho đời luôn tình yêu chúng ta dù cho gian nan khó chi người bi tí kiêu hãnh sống cho mọi